Tiên tri ở giữa đám đông trong danh Giê-xu. Mục sư TV Joshua Chủ nhật tháng 8 ngày 6 năm 2017. There's a woman when I was touching because of có một người phụ nữ đằng kia bị ma quỷ sử dụng thân xác của mình để nói chuyện. Nó không nhập vào cô vĩnh viễn, nhưng mỗi lần nó muốn nói chuyện, nó nhập vào cô. Nó chỉ sử dụng thân thể của cô như một căn nhà tạm bợ. Cô bận quần áo màu đỏ ở đằng kia. Hãy đến đây, cô ở đằng kia. Cô đã bị một số người xấu bắt lên xe và từ đó cô đã bị kết nạp, bị hãy đến đây. Cô đang ở đằng kia. Chúa Giêsu yêu cô. Hallelujah. Hallelujah. Có một người đã, có một người anh em ở đằng kia. Anh ở trong tà giáo, trong hội tà giáo. Anh đã bị kết nạp vào một hội bí mật, một tà giáo. Và anh cũng biết rằng đời sống của mình trở nên rất tồi tệ. Chỉ bởi ăn điển của Chúa Trời mà anh đã không bước vào nơi đó. Nhưng anh đang trên đường dẫn đến mồ mả và anh muốn được giải cứu. Mau ra, anh ở đằng kia. Anh đã bị kết nạp vào tà giáo, một hội, một tổ chức bí mật. Anh ở đằng kia, cảm ơn hãy mau đi ra. Nó liên quan đến sự sống của anh. Chúa Giêsu yêu thương anh. Cô bạn mà tôi nói đã nhận một cú điện thoại để kết nạp. Người ta thỉnh thoảng gọi đến cô. Cô bận quần áo màu đỏ. Xin hãy vui lòng bước ra. Cô ở đằng kia. Có một người đàn bà ở đằng kia. Mau lên, hãy bước ra. Những người này mỗi lần gọi cô, họ tự xưng mình là nhà ngoại cảm, nhà tâm linh. Dạ phải, họ gọi cô để muốn gặp cô. Dạ phải, và khi họ gặp cô, họ nằm ngủ với cô. Dạ phải, làm thế nào cô gặp những người này? Tôi đã bước lên xe bus, xe buýt cùng họ. Ok, hãy để tôi tiếp tục làm công tác của Thánh Linh trước khi cô tiếp tục chia sẻ câu chuyện của cô. Ok. Có một người phụ nữ ở đằng kia, cô thường bị đá dầm. Cô đang ở trên lầu kia. Hãy bước ra mau lên. Chúa Giêsu yêu thương cô. Hãy bước ra mau lên, bởi vì chúng ta không có thời giờ, vì chúng ta còn nhiều chuyện khác phải làm. Cô ở trên lầu kia. Cô đã ra ngoài nước và trở về nước. Hãy bước ra, đừng mắc cỡ. Tôi nghĩ cô là người tôi đã đụng chạm hôm nay. Và có một người đàn bà khác đằng kia. Cô vừa mới bỏ chồng, bỏ hôn nhân. Và người chồng xin cô trở về và cô đang trong sự do dự. Vâng, cô đang do dự và chồng cô đang xin cô trở về. You're in between decision whether to go or not. Please come. Xin hãy vui lòng bước ra. Come on, come, come. Chúa Giêsu yêu thương con. Chúa Giêsu yêu các bạn nhiều như Ngài yêu môn đệ của Ngài, như các sứ đồ của Ngài. Chúa Giêsu yêu các bạn cũng như yêu các sứ đồ. Các bạn biết không? Hãy vui mừng lên. Bởi vì những gì mà các bạn đang tìm kiếm thì Chúa Giêsu đã làm xong hết rồi. Ngài đã hoàn tất tất cả rồi. Cho nên các bạn hãy vui mừng lên. Hallelujah. To Christ's spirit. In the name of Jesus.
So you have a grace to be delivered, you don't want to come out, and you are, I mean, please camera zoom. Cô đã không muốn bước ra à? Cô muốn tiếp tục sống như vậy sao? Tôi xin lỗi. Tôi biết rằng cô rất là cứng đầu. Bởi vậy cho nên tôi đã phải cầu nguyện. Tôi đã gọi cô ra và chờ đợi cô. Thưa ông, tôi là người mà ông đã gọi ra rằng tôi đã bỏ chồng. Tôi đã bỏ chồng và hiện giờ tôi cũng không có ý định trở về. Ông là người đã gọi tôi đi đến nhà thờ. Có một người nữ ở đằng kia, cô bị đái dầm, cô là một người trẻ. Đừng trễ nải, hãy bước ra. Hãy ràng buộc tâm linh của mình với thánh linh của Chúa Giêsu. Camera, what's making noise there? Which dog is outside the church? Tại sao có tiếng chó, tiếng chó ở ngoài nhà thờ? Người Chúa Trời xin hãy cầu nguyện cho tôi. Tôi là người tà giáo. Tôi đã theo tà giáo đó được 6 năm rồi. Anh đã không muốn bước ra. Anh muốn ở lại cùng họ sao? Anh đã không muốn bước ra à? Tôi muốn bước ra. Vậy tại sao anh lại chạy nải bước ra? Anh ấy cười kìa. Please camera zoom. Full body zoom, that is the meaning. Camera, hãy quay hình ảnh của anh ấy. You say you are contemplating of going cô back nói to, rằng, to your husband. Cô nên trở về với chồng của cô. Bởi vì những gì cô đã làm cho anh ấy thì hơn là những gì anh ấy đã làm cho cô. Ok, tôi sẽ nói chuyện với cô sau. Cô không thể đánh đổi. Cô biết rằng họ không có nhà cửa. Dạ biết. Cô biết rằng lúc ban đầu, bắt đầu cuộc sống của cô có một sự thất vọng. Dạ phải. Mối tình đầu tiên của cô đã bị thất bại. Yes, trước khi cô gặp anh ấy. Dạ phải. Is your mom? Đây là mẹ của. Đã đến từ nước Đức. Dẫn anh ấy đến đây để được giải cứu. Bởi vì anh ấy mà tôi đã đến đây. Because of him, I came from Germany to come and deliver this boy. To come and deliver this boy to who? You came. Man of God. Người của Chúa Trời, tôi là người nữ mà ông nói bị đái dầm. Cô nói gì? Tôi là người nữ đá dầm mà ông đã tiên tri. Người mà tôi tìm kiếm thì ở đằng kia kìa. Nhưng vì cô nói cô cũng bị đá dầm thì không sao cả. Tôi sẽ cầu nguyện cho cô. Người mà tôi tiên tri là ở đằng chỗ kia kìa. Là người mà đang ngồi rất gần ở cây cột ở đằng kia. Nhưng cô thì là người ngồi ở phía dưới. Còn người mà tôi tìm thì ở đằng bên kia kìa. Nhưng mà không sao, tôi sẽ cầu nguyện cho cô luôn. Tôi chỉ tiên tri những gì Chúa chờ chỉ cho tôi mà thôi. Cô là một người, cô đằng kia là một người rất kiêu hãnh. Nếu cô đằng đó không chịu đi ra, tôi không biết làm thế nào cô có thể bước ra khỏi nhà thờ. Vì khi cô bước qua khỏi cổng nhà thờ thì có thể cô bị đá dầm. Người ta sẽ hỏi cô rằng không phải cô là người đá dầm mà mục sư đã tiên tri sao? Hãy giơ tay cảm tạ Chúa Giêsu. Hallelujah.